và chị Thanh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam mình có đường bờ biển dài hơn 3.000 km, vì vậy nguồn hải sản rất là phong phú và dồi dào. Do vậy, những món chế biến từ hải sản thì luôn luôn là một nét ẩm thực độc đáo của Việt Nam, đúng không chị? Đúng rồi. Và trong ngày hôm nay thì xin bật mí với quý vị, chị Thanh sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món ăn đặc biệt từ hải sản. Cảm ơn Ngọc Hương. Sự kết hợp độc đáo giữa chả giò và nguyên liệu mực tươi ngon sẽ cho chúng ta một món chả giò mực rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn, chả giò mực. Chị Thanh biết không, Ngọc Hương rất là thích ăn mực nha. Đặc biệt là món mực chiên giòn á chị Thanh. Vậy thì sau chương trình này, chị tin chắc là trong danh sách khoái khẩu của Ngọc Hương sẽ có thêm món chả giò mực. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ cùng vào bếp với món chả giò mực. Để thực hiện món chả giò mực này, các bạn cùng chuẩn bị một con mực lá khoảng nửa ký, bánh tráng, mỡ gáy, ngò, đầu hành, nấm mèo trắng, hành phi, tỏi phi, ớt bằm, một cái trứng gà, hương ớt, dầu ăn, rượu, muối, tiêu, đường, bột ngọt Ajinomoto, nước tương Lisa và sốt Maisonne Lisa. Cũng như các món ăn khác, trước tiên chúng ta sơ chế nguyên vật liệu em ha. Yeah. Mực lá các bạn lựa loại thật dày, mua về thì các bạn xay lấy phần thân, xay em đừng có xay nhuyễn quá thì mực sẽ bị ra nước. Sau đó về phần dè và rau mực thì các bạn thái hạt lựu. Xong ướp vào đây một ít tiêu ha để cho mực có mùi thơm. Ngò thì em thái nhuyễn. Phần đầu hành trắng này cũng thái nhỏ em ha. Dạ. Chị Thanh ơi, lúc nãy á, trong cái phần giới thiệu nguyên vật liệu á, chị Thanh nói cái này là mỡ gáy heo. Là như thế nào chị? Phần mỡ gáy heo là một dạng mỡ mà nhiều thịt, không có nhiều nước mỡ. Khi mà em thêm mỡ thì sẽ làm cho món ăn mềm hơn, không bị khô. Và khi chúng ta thái hạt lựu như vậy thì tạo thêm độ giòn. Dạ. Bây giờ em cũng ướp vào đây. Trước tiên là em ướp vào đây nửa muỗng đường và 1/3 muỗng muối. Rồi trộn đều lên. Nấm mèo trắng các bạn mua về rửa thật sạch, các bạn thái sợi, sau đó các bạn thái ngắn lại và các bạn cũng nhớ là ướp vào đây một tí tiêu. Bây giờ mọi phần nguyên vật liệu chúng ta chuẩn bị xong hết rồi em ha. Bây giờ chúng ta làm nhanh. Trước tiên em lấy phần thân mực mà chúng ta đã xay rồi, sau đó các bạn cho tiếp phần dè mực mà chúng ta đã ướp với tiêu. Và sau đó cho tiếp phần mỡ gáy vào. Rồi chúng ta lần lượt cho hết các nguyên vật liệu vào và phần nấm mèo. Sau đó các bạn cho phần hành phi, phần tỏi phi và ớt sừng băm. Cuối cùng là chúng ta cho phần hành ngò chúng ta đã cắt nhuyễn vào. Rồi em trộn phần này thật đều lên. Bây giờ công đoạn tiếp theo đó là chúng ta cho lòng trắng trứng gà. Phần lòng trắng em cho vào nhân. Phần lòng đỏ em để dặn lại. Bây giờ em nêm vào đây một muỗng bột ngọt Ajinomoto. Nửa muỗng đường. Và nửa muỗng muối. Sau khi cho hết các phần nguyên vật liệu và gia vị vào, các bạn dùng muỗng để đánh cho thật đều. Khi các bạn thấy phần chả của chúng ta có cái độ dai, có nghĩa là nhân đã được rồi. Xong phần nhân rồi chị Thanh ha, bây giờ mình chuẩn bị cái gì chị? Bây giờ chúng ta bắt đầu cuốn thôi em. Thì trước tiên chúng ta chuẩn bị phần lòng đỏ mà hồi nãy mình đã để dành lại. Các bạn cho vào đây một tí rượu. Phết cái phần lòng đỏ này lên bánh tráng. Các bạn phết nhanh tay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cuốn một loại chả giò, đó là chả giò hình tam giác. Hình dạng cũng thay đổi luôn. Các bạn lấy một phần nhân và các bạn nắn sơ cho có hình tam giác. Sau đó chúng ta gấp mí lại. Và các bạn lưu ý thì khi gói các bạn nhớ là gói lỏng tay thôi, không gói chặt tay quá thì khi chiên á, chả giò dễ bị bể. Mực cũng bị nở ra nó phải không chị? Đúng rồi, phần mực nở ra chả giò dễ bể. Vậy là cuốn chả giò cuối cùng đã hoàn thành. Bây giờ các bạn cho vào chảo thật nhiều dầu và các bạn nhớ lưu ý, các bạn không có chiên khi mà lửa đã quá già, nhớ là lửa vừa thôi thì các bạn thả chả giò vào. Bây giờ em giúp chị cái này thì chị chuẩn bị phần sốt để chấm món chả giò này. Dạ.
Để làm sốt chấm món chả giò mực này, các bạn dùng 1 muỗng sốt mayonnaise và 2 muỗng tương ớt. Rồi, chúng ta trộn đều lên. Được rồi đó em, dạ. Em thấy không? Màu vàng lên, tươi lắm rồi. Thật là hấp dẫn. À, em đưa chả giò ra một cái giấy thấm dầu ha, dạ. Để cho bớt cái phần béo đi ha. Bây giờ chị sẽ xếp những miếng chả giò ra cái dĩa xinh xinh này rồi trang trí cho nó đẹp. Dạ. Mình trang trí lên đây một ít cà chua bi em. Dạ. Rồi, để cho đẹp hơn thì chị thêm 1 cọng ngò tây. Dạ. Em nặng phần sốt lên. Dạ, càng thêm hấp dẫn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì chị mời Hương thử xếp sao. Cảm ơn chị Thanh nha, để thử xem như thế nào. Bên ngoài á thì giòn rụm luôn, bên trong thì tất cả các nguyên liệu nè chín mềm, rất là ngọt nhưng mà vẫn giữ được cái giòn, tuyệt vời luôn á chị Thanh. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất hy vọng sẽ nhận được tình cảm của quý vị khán giả. Hãy gửi thư về cho chương trình ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ cùng với những người thân yêu của mình, và đừng quên thực hiện món chả giò mực quý vị nhé. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.